Hi everyone, this is English with Phai Sophon, and in this video, I am going to teach you how to use the expression about to. Okay, chẳng ngày ní, lô cừu nâng bồng rin ứng ọc ní, ôi chè pra pra, clear about to. Okay, chẳng about to bởi dương prai chi phía sạc mai, dương prai thá bồng rong nâng phụ ý mùi. Okay. Before you are going to study the definition and the example of be about to, I want you to go to the form. Alo mun ning chot dol niyom nei ba vi hai nang udho ba vi ku chong ai meu tamrong about to san. Okay, so before about to, no we book about to yeung khoeng ke prae tamrong ke sap ai to be. To be here, it can be in different tenses. Chang to be glai nang vi aach sthat nou knong tamrong kal na muoy. But usually we use with present simple of to be and past simple of to be. Còn tại picturean thì thông đá cái para to be nó chỉ tầm rung past simple rồi có chỉ tầm rung present simple. Bộ dân school lại tầm rung present simple about to be cứ miễn am is are. Hay tầm rung past about to be cứ miễn was were. Chẳng vì ai para mới cao sáng tiết đôi chỉ future will be ấy chân thật. Okay, so after about to, cho nó bị cry about to win, ta dân para tầm rung ấy kì. Okay, we use infinitive. Chẳng nấu bị cry about to, cứ dương pra kia sắp đám. Do you know what is an infinitive? Dương school lấy thas ấy cứ chỉ kia sắp đám. Kia sắp đám là kia sắp đáy kia ở toàn bàn dược tơ bồng bài. Đôi chia tầm rộng pa, bằng thêm ing, đôi cô bằng thêm s, thì mùi nâng sơ person singular. Anh đang hào kia sắp đám ấy. Okay, so I just want you to go to the definition of be about to. Allow you more ni yom nei about be about to. If you are about to do something, okay? Lai kje yena mai. Prasan ba ne about to do something. Chang about to do something lai ni pra mai. Bomrong nang thua ai muoy. You are going to do it very soon. Chang mi nei tha ne nang thua vi no knong pe cham chap chap. Du ko ne nang thua vi khong yop pe khlai. Allow you more udahor dambei banchea. Example, don't go out now. We're about to have dinner. Cái thằng công trình cao ấy lâu nâng, dưỡng bồng rộng nâng nhằm hạ phế, phê rừng nghịch. Nhưng chẳng cả lại nếu kìa phá, clear about to. Mình này thầm mình, mình thà dưỡng ban riêng chóm, rư có bồng rộng nâng nhằm hạ phế, phê rừng nghịch. Nhưng khơi nâu bị mục about to của mình ấy, to be. Quả thà to be, thì thôi mà đá, kìa phá tùm rộng clay. Nó không ca này vậy. Rồi có những ai phát tùm rộng quên của bạn đấy. Hay ở vậy đã xong khăn dân khơi nhé. No be cry about to nâng. Dân phát infinitive. Have, not having, or has, or past simple, had. Main having, time and chi. Rồi có trẻ tay thật khá lệ. Nít hào tùm rộng nào. Ok. Nhưng mà ủi hỏi thì bí. I was about to go to bed when the phone rang. Mình đây thầm mấy. Khi nhóm, ban bầm rộng nâng cho kênh. Okay, chẳng những khuyên chờ đấy, was about to go, khởi nhé, to be bằng tay việc phát, hay about to, hay infinitive. Chẳng những prai thật bầm rung nâng, okay, bầm rung nâng ấy, go to bed, bầm rung nâng, cho kênh, sắp tay bê nâng, tu sắp bán rộp. Okay, chẳng những kêu điệp rộp cho kênh, tu sắp rộp. Now, I just want to give you another example. À lâu cụ ai, ôi ủ thò dưới mùi tiền. When I arrived home, my mother was about to cook dinner. My mother was about to cook dinner. My mother was about to cook dinner. Okay? So I hope you understand this lesson and I'll see you in the next video. Thank you.